Chương 1 Không gian bảo thạch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hồ, chương 6 một vạn chín ngàn chữ, giải quyết kết thúc công việc. Dương Côn phun ra một hơi thật dài, ngón tay nặng nề mà đánh nút Enter. Cam đoan sung túc tồn cảo là thân là Internet tác giả nhà ở lữ hành thiết yếu kỹ năng, cuối tuần cả ngày đều đợi ở nhà gõ chữ, linh cảm đại bạo phát tuôn ra chương 6 gần hai vạn chữ, Dương Côn chính mình cũng bội phục mình trọng độ lười ung thư người bệnh dễ dàng mà ta. Xoa bóp mỏi như cổ, đứng người lên, cổ trật trật cái mông trật trật, hoạt động cứng ngắc thân thể. Ngoài cửa sổ đèn hoa mới lên, đông nghiệp, bất tri bất giác đều đến ban đêm. Gác lại tại am ly bên cạnh điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, len keng, quy chát thanh âm nhắc nhở, dương cùng quơ lấy điện thoại di động xem xét là hang bàn tử phát tới tin tức, nói hắn bồi bạn gái bồi đồng đội bồi bằng hữu liên tiếp nhìn ba trận ma thú điện ảnh, thấy nhanh nôn đều, trong tay còn có ma thú vé xem phim hỏi Dương Côn muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Ma thú là tình hoài a à, tình hoài. Ước chỗ cũ phố đi bộ gặp mặt, Dương Côn đổi một thân nhẹ nhàng vận động y phục hứng thú bừng bừng địa đi ra ngoài. Mới ra lâu tòa nhà cửa không đi ra hai bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng phanh một tiếng vang thật lớn, hoảng sợ Dương Côn kêu to một tiếng, đang muốn chữ mắng không trung ném vật ngu ngốc quay đầu nhìn lên tại chỗ thì mắt trợn tròn. Một cái bọc lấy hồng hát giao nhau quần áo bó bắt chước Spider mang trang phục người, cùng một cái dài một mét giống như chồn hôi sinh vật, trật bánh quay chờ một dạng trật đánh nhau, người nhất quyền ta nhất quyền, khẩn thiết đều hướng đối phương trên đầu chào hỏi. Dương Công nhìn một cái bốn phía, không có một ai, không có quần chúng vây xem cũng không có máy quay video, không giống như là kỳ hoa chơi phát sóng trực tiếp, Tiểu trồn hôi linh hoạt thoát khỏi, Spider-Man hai tay giam cầm, hướng về phía, Spider-Man cái cầm cũng là nhất quyền, Gào Thét nói. Không gian bảo thạch trả lại. Không gian bảo thạch cho các ngươi cũng vô dụng, không bằng giao cho ta bảo quản, Thanos sẽ không đi truy giết các ngươi. Chó. Cứt, tiểu trồn hôi hết lên một tiếng, hết sức một chân thẳng đạp, Spider-Man hạ bộ, nếu không phải ngươi dẫn tới Thanos, chúng ta cũng không cần trốn đông trốn tay. À, Spider-Man muốn hại bị đánh trúng, lập tức thì mềm, không lưng ép chặt hai chân giống như lò xo nhảy tới nhảy lui. Tiểu chồng hôi một mở miệng nói chuyện dương côn thì mộng bức, lúc nào chồng hôi cũng biết nói tiếng người, vẫn là lưu loát tiếng Anh. Không gian bảo thạch, nghe cũng thẳng quen tai, vừa nghĩ lại đột nhiên nhớ tới tựa hồ là mắc vô bên trong Infinity Stone một trong. Khóc huyễn ăn diện, tiêu chuẩn lưu loát tiếng Anh, liền lời kịch đều ra dáng, tiểu trồn hôi hết sức đoạn tử tuyệt tôn cước, tuyệt đối không giống như là nói đùa. Nếu thật là chơi phát sóng trực tiếp cái kia trước mắt hai người này không khỏi cũng quá bỏ tiền vốn. Một khỏa lớn chừng ngón cái hình bầu dục bảo thạch từ Spider-Man bên hông trượt ra đến, lóe ra lóa mắt hào quang màu tím, xoay tích hướng phía dương côn dưới chân lăn đi. Tiểu tử, chớ lộn xộn, không phải vậy ta đánh nổ ngươi đâu tiểu chồn hôi, bá, một cái từ màu nâu áo chống đạn móc ra một thanh so với nó bàn tay đại gấp hai ba lần súng ống, chỉ dương côn lớn tiếng cảnh cáo. Lạnh lẽo thân thương hiện ra kim loại sáng bóng, dương côn trong lòng rung lên, bận biểu cầm lấy tiếng anh trả lời. Ok, ta không động. May mắn dương côn bình thường yêu thích nhìn anh Mỹ kịch, khẩu ngữ coi như lưu loát, nhìn hai cái này con hàng không giống như là chơi phát sóng trực tiếp, vẫn là không nên chọc giận bọn họ thì tốt hơn tiểu chồn hôi tay phải cầm thương chỉ dương côn, tay trái cực nhanh từ bên hồng rút ra một cây kim loại bổng, ước chừng có truyền hình điều khiển từ xa dài ngắn, cổ tay rung lên kim loại bổng trong nháy mắt thì biến thành một thanh lạnh lẽo lam sắc ánh kiếm, tự như là tuyệt đại võ sĩ ánh kiếm một dạng khốc huyễn. Tiểu chồn hôi cầm trong tay lam sắc ánh kiếm thì uy tín địa chỉ hướng Spider-Man, quát. Quay, ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, nếu không ta thì cắt xuống ngươi trứng ném ra hệ ngân hà nghe được quay cái tên này, dương côn não hải linh quan nhất thiểm. Cực giống Spider mang ăn diện, tên gọi quay, tên trước mắt này chẳng lẽ là đóng vai Deadpool quay Wilson. Mà cái này nhảy nhót tưng bừng cầm súng chỉ mình tiểu trộn hôi lại là đóng vai ngân hà hộ vệ đội. Guardian of the Galaxy, bên trong rốc kết trác côn. Ha ha, tiểu trồn hôi. Quay đánh vỡ dương côn suy tư, giao nhau hai tay bảo vệ hạ bộ hướng đi tiểu trồn hôi lui ra phía sau. Tốt a, à, tốt a, à, ngươi thắng, ta lui ra phía sau, quay ra vẻ thoải mái mà giơ hai tay lên, tiểu chồng hôi, ngươi là muốn ta lui một bước đâu. Vẫn là lui hai bước đâu, vẫn là lui về đi đây. Bất nói nhảm, ta không nói ngừng ngươi vẫn đi. Quay dương dương tay, hả, tiểu chồng hôi, ngươi không thể dạng này, ta còn không có ăn bữa tối, ngươi biết bữa trưa ta chỉ ăn một khối nhỏ sandwich các ngươi trên phi thuyền thực vật thật sự là mẹ nó hỏng bét, Peter quy tên kia rời đi địa cầu quá lâu đều đánh mất người địa cầu vị giác. Xúc túc, tiểu trồn hôi quát lên một tiếng lớn khoát khoát tay trúng đạn giới, lui ra phía sau. Thẳng đến quay thối lui đủ xa khoảng cách, tiểu trồn hôi mới thu hồi làm sắc ánh kiếm, súng la dè dao cho tay trái, cẩn thận từng ly từng tí hướng đi tán rơi xuống đất đá quý màu tím. Chậm rãi ngồi xuống nhặt lên bảo thạch, tiểu trộn hôi tràn đầy lông tóc trên mặt hiển hiện vẻ vui mừng. Quay thừa dịp tiểu trồn hôi vuốt về bảo thạch phân thần nháy mắt cực nhanh rủ xuống hai tay ấn vào bên hông thuấn gian truyền tống trang bị, trong chớp mắt thì di động đến tiểu trồn hôi sau lưng. Tiểu trồn hôi kinh hãi, nhìn cũng không nhìn, trở tay bóp cò bắn ra một đường chùm sáng màu trắng, quay né tránh không kịp ngực trái nói bị hoàn toàn xuyên qua, to bằng miệng chén trống rỗng giống như phẫu thuật chính xác cắt chém. Quay chịu nhất thương hừ đều không hừ một tiếng, thẳng tắp đem tiểu chồng hôi ngã nhào xuống đất, đưa tay cướp đoạt tiểu chồng hôi trong tay tự sắc không gian bảo thạch. Một người một chồng hôi lần nữa trật đánh nhau. Đá quý màu tím đột nhiên quang mang đại tác phẩm, lóa mắt cường quang phản phất như vòi rồng trong nháy mắt liền đem dương côn, quay cùng tiểu trộn hôi cuốn vào nguồn sáng điểm trúng tâm. Trong nháy mắt hai người một cái chồng hôi biến mất không thấy gì nữa. A, à, dương côn chỉ tới kịp kêu một tiếng cảm giác toàn thân giống như bị vô số lưỡi dao cắt chém một dạng đau đớn, chướng mắt bạch quan cơ hồ khiến hắn mù. Không biết qua bao lâu, Dương Côn lại lần nữa mở mắt ra lúc quay cùng hỏa tiễn trộn hôi y nguyên lấy tương ái tương sát tư thế trật đánh nhau, mà hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn cải biến. Hẹp dài đường đi ngổn ngang lộn xộn địa đặt lấy rất nhiều xe chiếc, phía trước mấy chiếc xe bốc lên lửa nóng hừng hực, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, Dương Côn sau lưng cách xa hai bước khoảng cách một cổ thoa huy hiệu cảnh sát màu trắng xe cảnh sát trên cửa xe lưu lại từng đạo từng đạo vết máu, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Ngoạ tàu, thật chẳng lẽ là không gian bảo thạch? Chính mình thật vượt qua. Cái này mẹ nó là nơi nào? Dương Côn không thể nhìn được nữa gầm lên giận dữ, quay cùng tiểu trồn hôi đình chỉ xé đánh. Quay thần thái nhàn nhã, mà tiểu trồn hôi làm theo một mặt đề phòng mà nhìn chầm chầm vào đối phương tiểu tử, đem không gian bảo thạch giao ra. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Cái gì không gian bảo thạch, ta không hiểu, dương côn lắc đầu, một mặt mờ mịt, là các ngươi cướp đoạt viên kia đá quý màu tím sao. Đúng, giao ra. Quỳ chính muốn xông qua bắt dương côn, thình lình một đạo lam sắc ánh kiếm xuất hiện ở trước mắt, cứ thế mà địa ngừng hắn vọt tới trước động tác. Không gian bảo thạch cho ta tiểu trồn hôi ôm lấy đầu ngón tay xong dương côn nói ra. Không tại ta chỗ này, không tin các ngươi nhìn. Dương côn nói giơ hai tay lên nguyên địa nhảy nhót, ra hiệu toàn thân mình khoảng chừng không có chỗ có thể ẩn tàn bảo thạch. Tiểu trồn hôi bất vi sở động, chỉ dương côn quần thể thao nói ra. Túi quần lật ra tới. Dương côn theo lời lật ra hai bên túi quần, vẫn như cũ rỗng tuyết. Xem ra không gian bảo thạch thật không tại tiểu tử này trên thân quay giao nhau hai tay, dù bận vẫn ung dung nói. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.